mời cô chú mình người ta bạn ăn đi rồi giỏi giỏi quá rồi đúng rồi em nói gà rồi lên nhà ngoại chơi ăn gà ram con đặt cái hải giỏi nó cũng lên nhà ngoại đấy kìa con có lên nhà ngoại không dạ. Ngon con có ăn trứng không dạ. Bà ngon không dạ đi ăn trứng không con bà ăn gì mà gấp đi ông không ăn ra ngoài nó không ăn ngoài không ăn là con ăn gì con gấp đi gà có ăn trứng không không ăn no. Ok rồi bôi ăn đi con bôi nhâm mi bôi ngon hả con con muốn chịu nước à ăn gà ram mẹ con muốn chịu uống nước à mẹ con sẽ uống nước kết Wow, giỏi quá, ngon con. Đây lấy cái kéo rồi con ơi. Con coi là cái gì? Trời gì vậy? Gian da kìa. No, tao muốn được uống nước. Bôi dẹp đi con rồi ăn đi con. Rồi gà qua đây, mua qua đây con. Cái tô này của mày hả? Mẹ đi. Nè, mẹ đi. Đúng. Mời cô chú các bạn cùng gia đình em ăn bún với gà ram ha. Đây. Đây là ngoài. Là cô nhé. Ngồi xuống đi bôi. Thôi bôi chăn nhiều quá mặn lắm. Bôi ngồi xuống đi con. Tóc ngủ hoài làm gì con thích gì vậy? Không ăn hả? Con ăn ngán đồ phụ, chứ không ăn đồ phụ được coi. Ngồi xuống đàng hoàng đi chơi đi gà. Em rồi không rồi. Ok. Thôi bỏ đồ phụ vô luôn. Bé, cái tóc bạc hả? Ôi bạc quá, em đây có tóc bạc đâu gà. Lông chúng mới tóc bạc. Nếu màu xót là lông chúng mới tóc bạc con. Lông măng của con gà. Thế à? Ăn được trường rồi đó. Cơ mềm quá anh. Quân hả? Gà vậy đó gà đi, để ăn coi. Để ăn được nữa ha. Hả? Gà mềm nó không ăn. Phải, đỏ. Để đại đi người. Đi, ăn đi, ngoại nha. Đã rồi, không ngoại. Thu ngoại nè. Gì vậy? Ngoại nè, đỏ. Không ngoại, thao đáy ngoại chùi không. Nhà lâu lắm mới ăn gà ram vậy nè. Đổi món. Ăn nhà mấy con nghe quá, hôm nay mình đổi món cái đấy. Ăn mấy gà ram. Ăn vào trường của mình. Đây là cà nè. À cô uống rồi, cô đây uống rồi. Cái gì đó nè. Dên đam đó. Qua đỏ mà. Bố, mai. Ăn đi con. Ăn đi. Nào. Ăn đi để bị đòn đó. Bò kỳ quá, bò ngoài chặn nè. Lâu quá mới ăn gà ram nè. Nước dừa này nó bán chắc nó cũng pha chứ không có nước dừa mà chặt con trái ra. Ngon quá à. Gà bánh vàng thôi, nước dừa vàng thôi. Gà có trứng gà nữa hả? Hai con nào có trứng á. Gà. Ngon quá. Trời, bỏ đậu phộng vô ngon sao? Ăn đi con, ăn đi con, chơi. Giỏi, dơ giỏi lắm. Ăn đi chịu cơm với hũ quả hầm. Ngoài. Về đâu?
Mẹ coi nhỏ ra. Ăn trên nước. Ngồi đâu nào? À, có ăn qua ít không nha, nghỉ một nước không bà hai. Ăn nhiều quá con nước không kịp á, ăn ngay nghỉ đi. Nó rất thôi. Nhà còn từ từ ăn chứ mai không ai hối đâu á. Ừ. Á thật. Nhiều lắm cũng hết rồi. Ông. Cái này có mấy bỏ lộn vô ha. Bỏ lộn vô. Buồn buồn. Gì cả. Người ta là biểu nè, ta nè. Không thôi. Không thì cho nhìn đó luôn. Nè, hết chiếc kìa. Hết chiếc kìa ngoài. Thôi thôi thôi. Mẹ Hương con có ăn cũng với mẹ nè. Miếng ăn nữa. Con ăn thì ăn đi. Ừ. Rồi, ăn. Ăn đi con, ăn đi. Ăn miếng này. Rồi ăn đi, ăn cái nào được. Cái nào cũng mềm. Cũng đuối. Bắt mềm nè. Chết. Rồi. Ăn. Ăn. Gà sao không ăn nữa không chứ? Gà. Gà ăn như lắc cũng mềm quá. Không, cái đồ bún còn nguyên rồi. Bún đây mà. Ừ. Ừ. Là nấu ăn với đường ngồi làm bữa là. Cũng như là đem về cái mày chặt miếng miếng nhỏ 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 này. Làm nước mắm bo xuống ngồi mày ăn chứ không? Làm nước mắm rồi cứ cứ. Của con ăn mẹ chuyển ca. Đây. Đây. Của con ăn cái. Ừ. Ừ. Ờ ăn cái mình đưa mà. Cái. Ừ. Ừ. Cá có à. Có rồi hả? Ờ ngon ghê. Nói cho cạp ơi. Cỡ bảy bằng. Ờ hồi bằng thương. Dính lần. Dính lần hả? Gà này là gì đâu. Cỏ gì mà đánh hơi con nhồng nữa. Trời ơi, từ cỏ một lớp da với mỡ. Cái xương mặt. Ui sao bầm. Nghĩ ra. À, dính ra ở đâu? Không, chứ ăn sao? Để coi coi. Ăn nhạt chứ sao? Ăn này là cả mạt thôi. Rồi. Ghê. 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 Ăn không? Mày không? Mày không nhiều ăn. Ăn xong rồi uống nước thôi. Dê thịt gà nó ăn nhiều. Con ăn ăn này, ăn đi không? Ừ. Ăn da nhỏ cái da. Em muốn vô ăn. Rồi. Còn con đó đâu có ăn nhiều luôn mà nó. Ok, ừ. Nó múc cơm. Nó múc nước cho tưới vô trong đây rồi, phải ráng ăn hết này. Có con nè. Hết rồi hả? Ba mẹ không? Làm miếng đi. Ăn thịt đi, ăn đại đi. Con không đi. Con không đi, kệ em chơi. Con bị ba ma. Hả? Mẹ mình đang uống lạc quá. Tao chan hết. Bye. Boom.
bia, con không ăn bún bia. Không có ăn được, không ăn nữa. Đó đắt cơ. Xin chào tạm biệt cô chú và các bạn. Con nhìn chú chú các bạn thì sao? Thì sao? Bye bye. Bye bye.